Golf là môn thể thao của sự hào hoa, của trí tuệ, của sự điềm tĩnh. Khi bạn đối mặt với không một ai khác mà chỉ là chính mình, Golf chính là bản tổng phổ của cảm xúc và lý trí. Khi lý trí mách bảo bạn phải có một cái đầu lạnh để thực hiện một cú đánh hoàn mỹ, thì cảm xúc tự nó vỡ òa khi bạn chiến thắng được chính mình. Đó là thước đo của sự thành đạt và đẳng cấp. Cuộc sống là những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Như buổi sáng hôm nay khi chúng tôi nhâm nhi ly cà phê, trước khi lên đường tới sân golf, ngoài kia là một chiếc xe tôi không thể nào rời mắt. Một thiết kế khác biệt, tinh tế, cao cấp. Đơn giản, đó là một sự sang trọng mà tôi cho là thực sự chất. Rất Bắc Âu, rất quyến rũ. Tiện nghi, cảm quan đầu tiên khi bạn nhìn vào bên trong chiếc xe này, hơn cả mong đợi, đó chính là một chiếc xe thông minh, hiểu ý. Đơn giản chỉ với một động tác, đá chân mở cốp, bạn đã dễ dàng đặt cả 4 túi kệ vào trong khoang sau rộng rãi. Điều này thật ấn tượng. Khó có thể miêu tả cảm xúc của tôi đằng sau tay lái. Đó là cảm giác được thư giãn trên từng cung đường mà không còn lo lắng đến yếu tố an toàn hay kỹ thuật. Chỉ với một điểm chạm hay tùy chỉnh đơn giản trên màn hình cảm ứng 12 inch, giờ thì tâm trí tôi có thể hoàn toàn tự do với những dự án hay kế hoạch cho giải đấu sắp tới. Khi ngồi ở băng ghế sau, đó là một trải nghiệm thực sự đẳng cấp và hoàn toàn thoải mái. Nội thất xe bọc da Napa cao cấp tôn lên vẻ sang trọng của khoang hạng thương gia. Tuy đã thử qua nhiều dòng xe cao cấp, Volvo vẫn gây ngạc nhiên với tôi bởi sự lịch lãm không lẫn vào đâu được của dòng xe Bắc Âu quý tộc này. Khi chơi golf, những cuộc rượt đuổi điểm số đôi lúc sẽ khiến bạn thay đổi nhịp tim. Luôn luôn có những điểm tăng tốc và những điểm dừng cần thiết. Dù là tăng tốc, bám xe phía trước hay chuyển làn đường, Volvo mang đến sự mượt mà trong chuyển động, chuẩn xác đến từng chi tiết nhưng không kém phần mạnh mẽ. Và thật ngạc nhiên, với tốc độ vận hành như vậy mà chiếc xe lại tiêu tốn rất ít nguyên liệu. Điều đầu tiên khi mà tôi chạm đến chiếc Volvo XC90, tôi phải thốt lên wow, amazing. Chiếc xe có một cái tính năng rất là tuyệt vời về cái thiết kế rất là tinh tế theo phong cách Scandinavia, rất đơn giản nhưng mà rất là dễ chịu, êm ái. Đồng thời khoang hành lý cũng rất là rộng, 4 bộ gậy có thể để vào, cũng như là động cơ turbo 2.0 nhưng mà là turbo supercharged. Khi mà tăng tốc ở trên cái con đường cao tốc, nó vút, tôi cảm giác giống như đang một cái cú phát banh rất là chính xác và rất là mạnh mẽ. Tôi rất hài lòng. Gaffer yêu thích những thách thức đa dạng trên nhiều địa hình khác nhau. Cũng giống như vậy, Volvo cũng biết thích ứng với địa hình một cách cực kỳ thông minh. Chỉ cần thay đổi chế độ lái từ đường phẳng sang địa hình, gầm xe đã tự động nâng lên hay hạ xuống nhờ hệ thống treo khí nén được thiết kế thân thiện với người dùng. Trên hết, tất cả những tầng bậc cảm xúc của cung đường đều diễn ra với sự an tâm tuyệt đối trên chiếc xe an toàn nhất thế giới như Volvo. Điều gì đang chờ tôi phía trước không quan trọng nữa, vì tôi có Volvo luôn cảnh báo an toàn cho mình. Tôi đã sẵn sàng với thể lực và tinh thần sung mãn nhất để chiến thắng. Có lẽ là đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được trải nghiệm trên chiếc xe Volvo với rất nhiều tính năng ưu việt, đặc biệt đó là tự lái, cân lai, cảnh báo cho chúng ta những cái độ an toàn rất là tuyệt vời của XC90. Và một điều thú vị đặc biệt, cái hộc phía sau có thể bỏ được rất nhiều bộ gậy gôn, là không cần phải chúng ta phải bấm mở cửa sau, chúng tôi có thể dùng chân đá để mở cốp. Đồng thời với việc thứ hai đó là thường một nhóm của chúng tôi đi chơi gôn thường là có 4 người trong một cái flight thi đấu. Như vậy là một người lái, một người bên phụ và 2 người phía sau thì rõ ràng là rất là tuyệt vời cho một nhóm thi đấu của chúng tôi. Ngoài ra khi mà tăng tốc thì chúng tôi cảm giác có một cái sự khác biệt rất rõ ràng đối với khi được trải nghiệm những cái chiếc xe khác. Và đặc biệt là cái dàn âm thanh rất là tuyệt vời. Người chơi golf thích sự chính xác và tỉ mỉ. Và Volvo thì có tất cả các yếu tố này. Từ bộ khung vững chắc tới sự tinh tế được tạo ra bởi những nhà thiết kế xe siêu sang nổi tiếng, hay những tùy chỉnh công nghệ cao được nghiên cứu kỹ lưỡng cho trải nghiệm của người lái. Đây thật sự là một chế tác tuyệt hảo, là chiếc xe đáng để sở hữu của bất kỳ golfer tinh tế nhất. Thì thật sự ra Volvo cũng chẳng khác gì lạ gì, anh em đều biết hết. Điều xe đây là xe rất là an toàn. Và điều thứ hai nữa tôi thích nữa là cái xe này nó có tương thích những cái iPhone
cái màn hình trong cái hiện đại, và nó có thể làm cho chúng ta gọi là dễ dàng hơn trong sự xử lý cho những người về công nghệ. Thật sự đây là một chiếc xe rất là đặc biệt và hỗ trợ rất là tốt cho người lái. Khi chơi golf về mệt mỏi thì xe nó có hỗ trợ cái chế độ tự lái rất là đặc biệt. Thứ hai nữa là cái đặc tính mà mở cốp xe bằng một cái động tác đá chân cũng là một cái điều rất là đặc biệt của chiếc xe này. Đây cũng là một cái ước mơ và tôi cũng mong muốn rằng là sở hữu một chiếc xe như thế này trong tương lai. Chọn cho mình một người bạn đồng hành thật không dễ dàng. Với chiếc xe Volvo mang phong cách quý phái của vùng Scandinavia, tôi có thể cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế, thông minh trên từng điểm chạm và cảm xúc thăng hoa khi cùng Volvo lướt qua những cánh đồng bát ngát trong buổi bình minh, hay tăng tốc để bắt kịp những tia nắng qua khe lá của khu rừng già lúc mặt trời lặn. Bên Volvo, tôi là chính tôi. Sung mãn, hài lòng, đầy hứng khởi.